Xin chào mọi người, mình là Hiệp, chuyên gia trang trí tiệc cưới. Trong video này thì Hiệp sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mọi người có thể thay thế rồi là bảo quản cái tấm nhựa mờ này một cách tốt nhất để sử dụng trong những cái đồ trang trí trong đám cưới. Thì hiện tại bây giờ cái tấm nhựa mờ nó đang là xu hướng để trang trí trong những tiệc cưới, trong những cái đám cưới bây giờ nha mọi người nhé. Mọi người hãy xem hết video này để có thể biết chi tiết một cách rõ ràng nhất. Như mọi người biết là khi mà mình làm một cái việc gì đó thì cái công đoạn chuẩn bị của mình nó một cái điều rất là quan trọng. Khi mà mình chuẩn bị rất là tốt, đầy đủ rồi thì khi mình làm một cái vấn đề gì đó, một công việc gì đó thì nó sẽ rất là nhanh. Thì khi mà mình thay thế một cái tấm nhựa mờ thì cũng cần phải làm một cái công đoạn, đó là công đoạn chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây thì để mà thay thế một cái tấm nhựa mờ thì mình sẽ cần phải chuẩn bị những cái dụng cụ như thế nào. Thì trước hết là mình sẽ cần phải chuẩn bị là cái khoan này, đó, vít lạnh này, rồi là rút này, rồi là cái này là cái rút đinh vít này, đấy, rút cái đinh rút này, đây, rút đinh rút này, cái nữa là búa này và dao này. Rút này thì nó có sẽ có hai loại, nhưng một loại là rút bằng hơi và một loại rút bằng tay. Mọi người có cái nào thì mình dùng cái đấy, không quan trọng. Và cái quan trọng nhất ở đây thì vẫn phải là cái điều quan trọng nhất là vẫn phải là có cái tấm nhựa mờ để thay thế này. Đó, cái tấm nhựa mờ này thì nếu mà mọi người chưa biết về cái tấm nhựa mờ này và chưa hiểu rõ về nó, tại vì nó cũng rất là nhiều loại, thì mọi người có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên mình theo cái số Zalo là 0987087585. Đó, thì là bên mình sẽ tư vấn cho mọi người chi tiết nhất về cái cách sử dụng cái tấm nhựa mờ này, về ví dụ như là về độ mờ này, về cái độ dày của cái tấm này sao cho nó phù hợp nhất với lại những cái sản phẩm của mọi người mà mọi người muốn thay thế nha mọi người nhé. Được thay thế những cái tấm nhựa mờ đã cũ như thế này sau một thời gian thì cũng đòi hỏi một chút kinh nghiệm và cả cái kỹ thuật nữa. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn sao mà mọi người cũng có thể là, nếu mà mọi người đã mua những cái sản phẩm này rồi, mọi người vẫn có thể là muốn mới lại, làm mới lại những cái sản phẩm, thì mọi người sẽ vẫn có thể làm tại ấy luôn, tại nhà luôn. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là mọi người phải loại bỏ cái tấm nhựa mờ này ra. Cái công đoạn đầu tiên chính là cái công đoạn loại bỏ cái tấm nhựa mờ này ra khỏi cái khung cũ như thế này đó. Đấy, thì bằng cái cách là loại bỏ cái tấm nhựa mờ này ra thì đây, như rất là đơn giản. Bên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Cái tấm nhựa mờ này khi mà dùng một thời gian rồi thì nó bị cũ rồi. Có thể nó không bị rách, nhưng mọi người nhìn thấy cái tấm nhựa mờ ở đây nó hoàn toàn là nó không bị rách. Cái này là nó chỉ ngả màu thôi. Nó chỉ ngả màu thôi, tại vì có rất là nhiều bác là thắc mắc là mình cái tấm nhựa mờ này dùng là lâu ngày thì nó có, hoặc là mang đi vận chuyển lại thì nó có rách không. Nhưng đây là một cái bộ, đây là một cái bộ tấm nhựa mờ của khách dùng bên mình. Đây các bác nhìn thấy đây, các bác khách, bác cứ mua, các bác cứ dùng ở bên mình một thời gian hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Đó, và cái tấm này thì hoàn toàn những cái cánh này các bác ấy mua rất là lâu rồi, nhưng nó cũng không có bị rách đâu, mà nó chỉ bị ngả màu, thì bây giờ nó không còn đẹp nữa, về cái thẩm mỹ thì nó không còn đảm bảo nữa, thì bây giờ các bác thay thế thôi. Khi mà mình tháo cái tấm nhựa mờ này ra thì có thể là ở dưới tấm nhựa mờ này nó sẽ có thêm một cái lớp keo này nữa. Đó, đây là tùy từng sản phẩm mà mọi người lấy ở những cái đơn vị khác nhau nhé. Nhưng mà nếu mà dưới này nó có thêm một lớp keo này nữa thì mình sẽ dùng những cái dụng cụ để mình loại bỏ cái lớp keo này đi. Có thể là dùng dao, có thể là dùng cái những cái vật liệu cứng. Đó, vật liệu cứng thì mình loại bỏ cái lớp keo này đi. Nhưng mà mọi người sẽ loại bỏ cái lớp keo này một cách rất là khéo léo để cho cái sơn này nó không bị chầy, không bị bóc, không bị trong bóc bong chóc ra nhé. Tại vì là cái sơn này của bên mình trước đây các bác lấy thì tất cả những sản phẩm sơn thì là bên mình đều sơn cho các bác là sơn bằng sơn tĩnh điện. Thế nên là mọi người có thể nhìn thấy khi một thời gian hơn 2 năm sử dụng rồi, cái nước sơn nó vẫn còn rất là bóng và rất là sáng như thế này. Để nó rất là bóng và rất là sáng này. Đó, cái này để ra ngoài thời tiết nắng mưa là không sợ nó bị han. Nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, kể cả những cái công việc mà khi mình tháo tấm nhựa mờ, mình loại bỏ cái phần nhựa này ra cũng rất là dễ dàng. Mọi người khi mà làm xong vệ sinh xong tất cả những cái khu vực bề mặt này rồi thì cái công đoạn tiếp theo là cái công đoạn mọi người sẽ phải cắt những cái tấm nhựa mờ. Cái cắt tấm nhựa mờ này thì nó rất là dễ dàng thôi, thì mình sẽ không quay cái chi tiết cái công đoạn cắt cho mọi người. Thế nhưng mà đối với việc mà mình tận dụng khi mà mình mua những cái tấm nhựa mờ về, thì tấm nhựa mờ thường thường là nó theo khổ. Ví dụ như nó có thể khổ 1 mét hoặc là khổ 90 hoặc thậm chí có thể nhiều hơn. Và dài thì nó cũng như ở ngoài thị trường thì mọi người bán cho cung cấp cho các nhà dạp thì là sẽ là những cái khổ ví dụ như là cố định về chiều dài, có thể là 2, có thể là 20 rưỡi. Thế nhưng mà đặc biệt là bên mình sẽ có những cái khổ dài hơn, tức là không giới hạn về chiều dài, mọi người sẽ tận dụng một cách tối đa.
Tại vì đôi khi nếu mà cái khổ mà nó giới hạn về chiều dài, ví dụ như nó chỉ là 2,5 m thôi, mà cái miếng này của mình nó lại ví dụ như trong cái khuôn này mà nó lại là 2,3 m, 2,4 m chẳng hạn, thì nó hoặc là 2 m chẳng hạn, thì nó phí lại cái khoảng 50 phân đấy, thì mình chắc không tận dụng vào cái gì được. Đấy thì mình sẽ lãng phí cái phần đấy. Thế nên là nếu như mà đặc biệt là bên mình sẽ có những cái tấm nhựa mà nó có kích thước rất là dài, có thể là lên tới vài chục mét đấy, thậm chí hàng trăm mét, để cho cô chú anh chị em mình có thể về mình thoải mái luôn. Thì cái cắt tấm nhựa mờ này cũng rất là quan trọng, và mọi người lưu ý là mình nên cắt sao cho nó vừa khít với lại những cái phần mà mình muốn bắn, mình muốn vít vào, mình muốn gắn vào. Cái thứ hai nữa là tận dụng tối đa cái tấm nhựa mờ đấy để mình có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất cho mọi người nhé. Như mọi người đã thấy thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mọi người có thể thay thế cái tấm nhựa mờ, thì bằng cái việc là mọi người sẽ sử dụng đinh rút. Thì mọi người cũng có thể sử dụng đinh rút hoặc là đinh vít ấy cũng đều được, nhưng mà bên mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đơn giản nhất là mọi người sử dụng đinh rút. Nó vừa là dễ dàng mà nó vừa là thẩm mỹ trong cái quá trình mình sử dụng. Với trước đây thì khi mà có cái lớp keo ở phía đằng sau thì là bên mình sẽ đệm thêm một cái lớp keo ở phía đằng sau này cho nó êm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mọi người cũng không nhất thiết là phải sử dụng cái lớp keo này nữa, mà mình có thể là sử dụng đinh rút và bắn trực tiếp ngay vào những cái sản phẩm như thế này. Như cái tấm nhựa mờ thì mọi người lưu ý là mọi người cắt thì nó sẽ phải thừa ra một chút nhá, đừng cắt sát quá. Đây, nếu mà mọi người cắt sát quá thì mọi người sẽ dễ là bị, khi mà mình cho vào đây mà nó bị thiếu này đến lúc gì là rất là khó sử dụng. Mọi người zoom lên chưa, rất là khó để mình có thể tận dụng được cái tấm nhựa mờ. Nếu mà nó bị thiếu một chút thì trông rất là xấu, thì mình cứ cắt thừa ra một chút. Xong khi mà cắt thừa ra thì mọi người làm bắn xong hết rồi thì lúc đấy mọi người sẽ cắt lại những cái phần còn thừa kia. Mình có thể sử dụng dao này, có thể sử dụng những cái dụng cụ khác, nói chung là cứ sắc một chút là được đấy. Nhưng mà tốt nhất mọi người nên sử dụng những cái dao nào nó sắc, thì khi mình cắt thì nó rất là dễ dàng mà mọi người không cảm thấy nó khó khăn gì cả. Đây, những cái phần thừa này sau khi mình cắt ra thì nó sẽ có những phần thừa như thế này đó. Mọi người muốn đẹp thì mọi người sẽ cắt kỹ hơn cái phần này sao mà cho nó khớp và nó khít nhất đó. Mà cái quan trọng nhất là mọi người khi mà làm xong là mọi người sẽ phải kiểm tra giúp mình nhé, kiểm tra giúp mình xem những cái tấm này xem là nó đã ôm khít vào cái này chưa, và những cái mối mà bắt như thế này nó đã chắc chắn chưa đó. Còn mọi người thích thì mọi người cũng có thể bơm thêm keo và mọi người đệm những cái phần này cho nó êm. Còn trong trường hợp mọi người không muốn thì mọi người cũng có thể là chỉ bắn độc đinh rút thôi cũng được. Mọi người cũng có thể lựa chọn những cái phương án như vậy. Đây là, như mọi người đã nhìn thấy đây, đây là chính là cái thầy, là cái thành quả mà sau khi mà bên mình đã thay thế được một cái tấm nhựa mờ vào. Và mọi người thấy là nó hoàn toàn nó khác so với lại những cái tấm nhựa mờ đã cũ đây. Khi mà thay vào thì cái tấm nhựa mờ này nó có màu trắng này, trông nó rất là mới, trông nó rất là sáng. Và đặc biệt là cái khung sơn tĩnh điện là nó sẽ làm cho cái phần nhựa này, phần khung này, xin lỗi mọi người, cái phần khung này là nó rất là bền, nó cực kỳ là bền luôn đó. Thì những cái phần nhựa này sau khi mà đã được thay mới như thế này thì nó lại tạo ra một cái bộ cánh rất là mới, trông rất là mới luôn, gần như là có thể là đạt tới mức gọi là trên 90% là nó như lúc ban đầu luôn đó. Chỉ có cái phần khung này thì tất nhiên trong cái quá trình mà ví dụ như mọi người vận chuyển rồi mọi người sử dụng trong khoảng thời gian 2 đến 3 năm thì kiểu gì là nó sẽ không tránh khỏi được là nó sẽ bị chầy, nó bị xước. Thế nhưng mà cái đấy nó không phải là vấn đề chính, mà quan trọng là cái nhựa ở đây, là cái nhựa này nó hoàn toàn có thể thay thế, mà thay thế một cách rất là dễ dàng. Mọi người cảm thấy video này hữu ích thì mọi người hãy ấn đăng ký kênh ở phía dưới nhé, để được xem những cái video mới nhất của bên mình trong ngày mai. Bên mình luôn cung cấp cho mọi người những cái giải pháp, những cái cách, những cái mẹo để mọi người có thể thay đổi những cái phần hoa, phần khung, phần cổng, rồi là những cái phần nhựa như thế này sao cho nó tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.